Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Vâng, anh Phong ở Quảng Trị hai tuần trước có mua tại shop một chiếc xe đạp đua Twitter Thunder màu cement gray, hay được gọi là màu đất sét, màu xi măng tuyệt đẹp. Khi nhận được xe, anh rất ưng ý và hài lòng. Anh chia sẻ xe đẹp và chuẩn đó em, anh rất ưng, cảm ơn shop nhé. Vâng, cảm ơn anh Phong cũng như nhiều và rất nhiều khách hàng khác đã đến với shop để chọn cho mình được một chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, ở tỉnh nào, ở thành phố hay nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, bạn đến với shop mua xe rất đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần bạn đặt hàng là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Và hôm qua anh Phong ở Quảng Trị lại liên hệ với shop và hỏi xe tay ngang Twitter có hàng không shop. Vâng, xe đạp đua Twitter huyền thoại chạy đồ siêu hiếm Shimano 105R7000 này đã có ngập kho của shop, và bên cạnh đó thì các mẫu xe đạp Twitter tay ngang chạy đồ Shimano Tira 4007, xe đạp Twitter T10 Pro Touring với cấu tạo khung càng cọc yên bằng carbon, tay lái vành bằng hợp kim nhôm và sử dụng bộ truyền động Shimano Tira 4007 của Nhật Bản 20 tốc độ, và đang có rất nhiều màu đẹp và sang trọng như màu bạc titan, màu đen đỏ, màu đỏ đen, màu xanh dương, màu vàng chanh. Vì anh Phong ở Quảng Trị đã mua hàng của shop nên sau khi nhận đầy đủ thông tin, anh Phong chốt luôn. Em chuyển cho anh 3 xe Twitter T10 Pro tay ngang khung carbon, bộ chuyển động Shimano Tira 4007 3 màu, một chiếc màu xanh dương, một chiếc màu vàng chanh và một chiếc màu đỏ đen nhé. Lát anh chuyển cọc, shop gửi hàng về địa chỉ cũ nhé. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp online tại shop xe đạp thể thao vip.com lại đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe đạp thể thao hay chiếc máy, mà liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline 0983315936. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Vâng, và đây chính là 3 chiếc xe đạp Twitter T10 Pro, xe đạp Touring tay ngang của anh Phong ở Quảng Trị. Và shop bắt đầu kiểm tra hàng cũng như review sơ bộ để bạn xem cấu hình về chiếc xe đạp Twitter Touring này. Và bạn muốn xem chi tiết, mời bạn truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video. Shop đã dựng đủ màu và review chi tiết, mời bạn cùng xem. Vâng, như shop đã chia sẻ thì Twitter Touring thì đang có rất nhiều màu, và anh Phong đang chọn 3 chiếc. Chiếc đầu tiên đó là chiếc màu vàng size 48. Vâng, size được ghi đây, chính xác. Màu vàng chanh, tuyệt đẹp. Màu thứ hai đó là màu xanh size 46. Vâng, chính xác rồi. Màu thứ ba đó là màu đỏ đen size 48. Vâng, chuẩn luôn. 3 màu vậy nha. Và hiện tại thì shop đang có rất nhiều màu và có size 46 và size 48. Xe có cấu hình khung càng cọc yên bằng carbon. Vâng, hãng Twitter thì sử dụng sợi carbon nano siêu nhẹ, sản xuất ra những sản phẩm của hãng, và với chất sơn rất là đẹp. Kiểu dáng khung này thì được hãng Twitter phát triển từ năm 2019 đến nay. Kiểu dáng khung khí đồ học rất là đẹp. Và ở Twitter T10 Pro thì đang vẫn giữ được cái nét rất là huyền thoại của hãng, đó là tem phản quang viền bạn nhé, tem phản quang viền đây ở trên khung, và trên vành thì là sử dụng tem phản quang, đây là đời mới nhất 2021. Và xe đang được sử dụng bộ chuyển động Shimano Tira 47 sản xuất tại Nhật Bản. Bộ chuyển động này là điều khiển bộ đu đĩa 2 tầng đĩa và bộ nít 10 tầng nít thẳng. Bộ đu đĩa rỗng của hãng Retropic, 2 đĩa bằng nhôm và nhôm 7075 cắt CNC, gạt đĩa, gạt lip Shimano Tira 4007. Và ba chiếc này có cấu hình y chang nhau, chỉ khác nhau về màu sắc thôi và có giá bằng nhau. Vâng, ba xe và có ba rút đồ giống y chang nhau, đó là chân trống, đèn còi, đèn hậu, có bình nước lục giác 3513 chi tiết. Và xe đạp Twitter thì shop còn có xe đua như đã chia sẻ từ đầu video, thì xe đua thì đang có xe T10 Pro và Thunder cùng với rất nhiều size, có size 46, size 48, size 50 cùng với rất là nhiều màu. Đồng thời có nhiều cấu hình và sẽ có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Đây là chiếc Twitter T10 Pro màu đen đỏ, sử dụng bộ chuyển động Shimano 105R7000 và thấp hơn thì có đúp Shimano Tiagra 47, thấp hơn nữa là có Shimano Sora R3000 và thấp hơn nữa là có Kernelic R2000. Và rất đa dạng về màu sắc, đa dạng kích cỡ, đa dạng cấu hình và đa dạng mức giá để bạn lựa chọn. Và những siêu phẩm của
Sava, xe đạp đua Sava RO6 thì Sốp đã về đủ model, có RO6 2 Speed X3 Colorado bản 2021. Vâng, đủ màu đủ size để bạn lựa chọn. Siêu phẩm Sava dẫn đầu về dòng xe đạp carbon này. Vâng, chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe đến với Sốp, chắc chắn bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao Kích Chú Còn vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Sốp luôn đăng tải giới thiệu cho bạn nhiều sản phẩm mới và qua những video này bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.